Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay á? Ừ? Năm nay là 36 tuổi. Đang 36 tuổi nữa. Ừ. À, thế mà anh chê à? Con tuổi bên con thế là con làm anh mà. Ừ, thế sao anh lại chê em mấy em già? Anh còn già hơn nữa thì à. Ừ. Đấy. Bây giờ thích em nào? Không biết đấy. Chắc là thích người trẻ thôi. Thích người trẻ. Nên anh đi đâu cũng thấy người bằng tuổi nhau mà. Chê già nữa. Bằng tuổi thích nhau mà. Hả? Thích em là thích em nào? Thích em này thôi. Thích em này. Ừ. Em này với Lý bây giờ lấy em anh đi anh nhất lấy đã. Nhưng mà chờ nó cũng nhất chị. Hỏi xem nào. Nhất chị thì anh lấy đã. Hỏi xem nào. Em còn lấy anh không? Em lấy anh không? Em yêu anh không? Chào đi. Chào các cháu. Cháu chào các ông, các bà và hai ông hai bà. Hai ông hai bà ở đâu? Cháu có các ông bà và hai ông hai bà. Cháu Nông xin mến chào quý ông bà, cô bác và anh chị tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo của Nông TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Nông với anh Cái lại tiếp tục quay lại chỗ nhà Nhù Súng Mỉ. Hôm nay sẽ đến thăm các, thứ nhất là đến thăm các cháu, thứ hai là đưa anh máy ra để xem tán mẹ của các cháu nhỉ. Hả? Có tán không? Có tán mẹ của các cháu không? Mẹ của các cháu. Ai làm hợp thì lấy ai nào? Già hơn mình lấy. Mình lấy vừa chết trước thì lại lấy vừa ấy. Cho mình chết trước thì số cũng mấy chết trước thì kẻ vừa lấy thì lấy, vừa chung hai thì lấy cũng lấy thì thôi. Kẻ kẻ vừa. Từ từ đã. Hôm nay anh em mình sẽ đến xong là anh cố gắng tán nhá. Vâng vâng. Thế tính tán em kia đi. Cứ tán hai cô nào, cô nào được thì lấy cô đấy. Mẹ à vừa 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 gì? Vừa em chỉ nhủ kia bảo là mẹ của Nhù. Mẹ Nhù kia là ông nó bảo là nó có nhiều lắm rồi, không lấy chung ai nữa, đừng có một không muốn lấy nữa. Có năm đứa con rồi thì cái không lấy rồi á, nuôi con lớn thì cho con nuôi thôi, anh ấy thì nói thế, ông thấy ông nó bảo thế. Ông nó bảo thế. Ừ. Thế vừa nãy anh xuống nhà ông nó thì ông định đi hỏi mẹ của Nhù à? Đi hỏi đi chơi uống nước, đi uống nước. Định đi hỏi mẹ của Nhù về làm vợ à? Xong là mới hỏi ông nó đúng không? Ý là như thế đúng không? Mình phải đi hỏi người già trước mới biết. Không là sợ người già chửi đúng không? Có người thì cũng không cần hỏi bố mẹ đâu, đi hỏi ông già thôi, không hỏi bố mẹ đâu. Tán lấy xong lấy trước mới về đây hỏi bố mẹ, mới bảo bố mẹ ngủ trước. Nhưng ngủ mà mình trước mới về lấy đi làm người tốt thì đi hỏi người già trước thì mới không sợ. Không sợ cái gì? An toàn đấy, an toàn. Thế nào? Để an toàn à? An toàn hơn, người già trước thì an toàn hơn. Thế là bây giờ anh em mình xuống, đầu tiên là anh tán mẹ của Nhù trước. Ông nó bảo là nhỉ? Đi hôm nay cũng đi vì ban. Ừ. Mà là trong xã giúp một tí gạo thế nào đấy, hay là đi giúp cái gì, quà cái gì, quà Tết không biết. Ừ. Xuống vì ban rồi. Ừ. Về vẫn không thấy nó này. Không thấy vì ban, đi vì ban không thấy nó. Ừ. Thế là bây giờ anh em mình đi nhá. Đi xong là thứ nhất là đi thăm các cháu. Thứ hai là đi tán mẹ của Nhù. Đồng ý không? Có mà. Nào anh em mình đi. Hôm nay đến thì cũng xin nói các bác là cái kinh phí cũng như cái quỹ của các cháu ở đây thì cũng không còn rồi, nên là cũng không mua được gì cho các cháu ở đây các bác ạ. Nào đi nào.
Xin chào cả nhà mình. Chào em nhé. Đây giới thiệu với anh máy. Vào đây. Đầu tiên đến đây đã đập vào mắt mình là cô này rồi, đúng không? Cô này của em, anh là của em. Anh là của em. Em là của anh, nó làm em hơn, làm em mà. Ừ. Đi ra 37 tuổi. Ôi ô. Khó quá. Đây ở đây là anh máy ở đây. Ở đây là rất là lạnh nên là gia đình các cháu với lại mẹ các cháu mang củi ra đây đun để ấm. Ở đây có lạnh không em? Có. Lạnh à? Ừ, đây này lạnh quá. À, thế là em từ hôm nọ về ở đây đến bây giờ. À. Tí nữa sẽ lại tiếp tục tâm sự với em gái này các bác ạ. Nào đi vào nhà xem nào. Đấy, nhiệm vụ của mình là nhiều củi. Ôi ồ, đang ăn cơm à? Ăn cơm đi. Bỏ cái khăn nha xem nào. Núp phỏ ra. Bà nó một bà. Vào đây. Vào đây đi chưa? Mẹ của Nhu mà. Mẹ nuôi nhỉ? À, mẹ đẻ. Nào ngồi xuống. Các cháu ngoài kia ăn cơm nhỉ? Ăn rồi. À. Anh mày ăn cơm không? Không ăn rồi. Ăn đi. Đang ăn. Đây là mẹ của Nhù, không phải là bà. Thế sao hồi nãy gọi thằng bà? Thế đôi cái khăn đang gọi bà. Nhìn không rõ à? Tôi đi ra ngoài đi để cho mẹ Nhù ăn cơm đã, tí nói chuyện sau nhỉ? Nhá. Tưởng là bà. Anh ở thôn Minh là của thành bà, cũng thành bà đấy. Đi ra đây. Vâng, cháu anh ông xin giới thiệu với các cô các bác là hiện tại là cháu anh ông còn một cái gian hàng nhỏ nhỏ này, còn một số mặt hàng hiện tại đang ở trong cái gian hàng này, thì cũng năm hết Tết đến rồi, cháu anh ông cũng muốn là bán hết cái số hàng này thì cháu anh ông sẽ khuyến mại giá yêu thương cho các bác ủng hộ mua hàng, thì cháu anh ông sẽ bán giá gốc và các bác sẽ phải chịu cái tiền ship cho cháu anh ông. Thì hiện tại cháu anh ông còn có mật ong rừng và mật ong bạc hà và măng dối, nấm hương, chè dây và cây tầm gửi gạo, trà sơn mật hồng sâm, cà gai leo, chuối hột rừng và rào cổ lam 5 lá và 7 lá và miến rong đây các bác, và thìa canh và chè nhâm trần và khổ qua rừng, mướp đắng rừng các bác ạ. Đây là còn cái chè nhâm trần ở đây, thì cháu anh ông sẽ bán cái giá rất là yêu thương để cho các bác ủng hộ cháu anh ông. Nếu mà các bác ủng hộ mua hàng thì các bác hãy liên hệ số điện thoại 0326 628 386 để gặp trực tiếp vợ của cháu anh ông để mua hàng. Cháu anh ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ gian hàng của cháu anh ông. Cháu anh ông xin cảm ơn. Chào chào các bạn. Rồi. Kia. Chào các bạn. Ở đây. Nhìn ở kia. Chào chào các bạn. Rồi. Sung. Nào như này chứ. Chào chào các bạn. Rồi. Ở đây thì các bác đã được biết là mẹ các cháu cũng về rồi, nên là hiện tại là thật sự là sạch sẽ rất là nhiều, cũng gọn gàng sạch sẽ. Đấy, như cái sân này trước ra là thành một cái bãi rác.
nên là mẹ các cháu về với lại em xía ở đây cùng nữa nên là rất là sạch, bởi vì là em này là cũng đã sống ở Trung Quốc được mười mấy năm nhỉ em nhỉ? Mười năm. Ở Trung Quốc mà? Ở Trung Quốc mười năm. Mười năm á? Ừ, khói quá nhỉ. Thật sự là quanh quần ở cái bếp lửa như này là rất là ấm nhưng mà hơi khói. Ở đây có lạnh không? Lạnh. Lạnh à? Ừ, lạnh quá. À, đứng dậy nè. Đứng dậy. À, anh máy vào đây để tâm sự với em này thế nào? Về đây đi, về đây. Đứng ở kia. Khói thối thế này thì làm sao? À, các bác à, như cái thức phim trước thì các bác cũng được xem là biết em này. Đấy, em gái này là năm 19 tuổi nhỉ? À, 19 tuổi. 19 tuổi xong làm sao đi Trung Quốc? Ờ, có người bắt đi. Có người bắt đi à? Có người lan đi rồi đi này. Thế là có người bắt đi bán à? Thế em... Ừ, khói quá, về đây đi anh máy ơi. Đây. Xa lửa một tí. Mình lấy gần một tí. Là em bị bán mấy lần ở Trung Quốc? Một lần thôi. Một lần. Bán đi đến đâu? Đi đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh. À, bán một lần đi đến Bắc Kinh. Xong là vừa rồi là em nói là có mấy đứa con ở Bắc Kinh rồi nhỉ? Hai đứa. Một đứa bao nhiêu tuổi, một đứa bao nhiêu tuổi? Có một đứa 15 tuổi rồi, có một đứa 13 tuổi rồi. Ôi dồi. Thế con cái là tuần con chua mà. Thế em bảo em đi được 10 tuổi sao lại con 15 tuổi, 13 tuổi? Em đi được bao nhiêu tuổi? Đi từ năm 19 tuổi bây giờ là 37 tuổi. 13 tuổi. Ở Trung Quốc là thế 19 tuổi ở Trung Quốc đi lấy chồng nhưng mà 19 tuổi là đi. Ừ. 19 tuổi là đi Trung Quốc. Về nhà về Việt Nam là 2021. 20 năm. Phải nhỉ? 2008, 2008 đẻ con gái mà. 2008 đẻ con gái. 2009 là đẻ con trai. 2008. Ôi trời ơi. Thế nào? 19 tuổi đúng không? Năm nay là em là 37 tuổi đúng không? 37 trừ đi 19. Đi được 18 năm ở Trung Quốc, không phải là đang có 10 năm đâu. Đúng không? À đâu? Trừ đi 3 năm. 3 năm em về 2021 trừ đi 2 năm. 16 tuổi. Ôi dồi ôi, khói quá. Lại chuyển đi. Về đây. Như thế là em đi Trung Quốc được 16 năm. Ừ, được 16 năm nhỉ. Đấy, không phải là 13 năm, 10 năm đâu. Là được 16 năm thì là đi Trung Quốc được 1 năm là có con đúng không? Vâng. Ừ. Thế là đi ở Trung Quốc được 16 năm. Đến năm 2021 là công an Trung Quốc đưa về là mình không xin ở lại được à? Vâng. Đấy, các bác cũng rất là khổ. Hiện tại là em này là không có con mà cũng không có chồng khi về Việt Nam, mất chồng mất con ở nước ngoài. Là hiện tại con là như em này em nói là 10 con cả là sinh năm 2008. Còn con thứ hai là sinh năm bao nhiêu? Thứ hai là 2009. 2009 là đẻ. Ôi dồi, thế là 1 năm một đứa à? Ờ, 1 năm một đứa mà. Ôi dồi, Trung Quốc ác nhỉ? Nhỉ. Ở đây. Là
em là đi Trung Quốc rồi, đi làm Trung Quốc rồi. 2007 đi à? 2007 đi à? Em đi Trung Quốc là năm bao nhiêu? 2005. 2005? Ừ. Đi Trung Quốc được mấy năm thì mới lấy chồng? Đi 2 tháng rồi. Đi 2 tháng rồi lấy chồng luôn? Đi 2 tháng thì bác này lấy chồng luôn. Ôi dồi ôi. Thế là 2 tháng lấy chồng, đi từ năm 2005. Ừ. 2005 là nhiều năm rồi đấy chứ. 2021 trừ đi 2005, 16 năm. Đi 16 năm. 16 năm ở Trung Quốc. Thế là 1 năm đẻ một đứa. Thế là thằng Trung Quốc ác đấy, anh máy nhỉ? Chắc là thấy chuyên cái quá là rủ đi bạn làm thuê. Ừ. Muốn lấy làm vợ. Ừ. Xong nó chắc lại không được, nó mới như thế nào? Bảo ông rủ kia đi à? Ông rủ đi kia là người ở chỗ nào ta? Bây giờ còn lâu mới biết. Ừ, không biết nữa. Thế là đi được 16 năm xong là bị bên nước ngoài trục xuất về nhà. Đấy, hiện tại thì về nhà không có gia đình mà cũng không có nhà ở các bác ạ. Thế bây giờ ở bên kia em còn ai ở đấy ở bên Ninh Tòng này? Có chị em. Chị hay là anh? Có chị em này, có anh trai. Có một con em trai ở Ninh Tòng. Thế sao em về đấy em không ở với anh trai lại về đây chơi? Mà vào đây chơi ở Ninh Tòng bên kia. Thì mà anh trai là bảo là có con nhiều quá. À, có con nhiều quá. Có nhiều quá mà không có cái gì ăn đâu. Hôm nọ anh lên video anh quay em một lần thì về có một anh nhắn tin cho anh, bảo là xin số điện thoại của em để cho anh ấy anh gọi cho em để nói chuyện. Chắc là anh ấy anh có ý là muốn là đón em về làm vợ. Nhờ em thấy thế nào? Hôm nào đã. Hôm nào đã. Không không thì lấy anh máy. Nhờ anh máy. Lấy không, lấy anh không? Cười em đấy. Hả? Không nhầm lên đấy. Sao? Chắc là không muốn đấy rồi, em mới cười. Anh thì nếu nói nhất trí mà lấy mà, anh lấy mà. Hỏi đi. Thì em mà lấy anh không? Anh... Nên mà coi em nào. Nghe nghe anh nào. Anh này thì anh cũng... Vợ mất rồi, vợ chết rồi. Hiện tại là nuôi một đứa con. Một đứa con 8 tuổi. Hay là đi lấy anh máy nhỉ? Không biết. Không biết à? Nếu lấy anh thì đi chơi nhỉ, tí nữa với anh đi chơi nhỉ, xem nhà anh nhỉ. Được, đi không? Hay là tháng chết đi nhỉ? Hiện tại là em này thì cũng đi làm thuê. Như vừa rồi là em này em nói là như nào nhỉ em nhỉ? Em nói đi làm thuê, đầu tiên là đi làm cái gì nhỉ? Đầu tiên là đi làm thuê. Làm ở chỗ nào? Hà Nội. Hà Nội. Như làm việc gì? Nhà xây. Như làm phụ xây. Phụ xây. Phụ xây được bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng? Đi làm được một tháng, một năm rồi. Ở Hà Nội Mỹ Đình ấy. À, Mỹ Đình. Đi phụ xây được một năm. Được một năm. Chắc là đi làm ở đâu tiếp? Đi Bắc Ninh. Đi Bắc Ninh. Đi Bắc Ninh là được một tháng bỏ ra. Đi Bắc Ninh được một tháng. Làm ở Hà Nội được bao nhiêu tiền? Được 6 triệu. 6 triệu? Ở Hà Nội được một năm mà được 6 triệu à? Không, làm một tháng 6 triệu. À, nhưng mà làm một năm là được bao nhiêu triệu mang về? Không, làm hết ăn hết rồi. làm xong ăn hết họ không nuôi à? Không. Hả? Không nuôi. Ừ. Thế là đi Bắc Ninh làm được một tháng. Làm được một tháng mà không lấy được tiền nữa. Làm Bắc Ninh được một tháng không lấy được tiền. Ừ. Cả mẹ nhù nữa đúng không? Ừ. Mẹ nhù ở đây thế nào?
Anh Máy đứng ở đây. Đi làm với mẹ Nhù cũng không được tiền. À. Làm Bắc Ninh được một tháng không được, cả hai chị em không được tiền à? À, không được tiền nhưng mà bỏ ra rồi. Ừ. Xong là bắt đầu đi đâu? Bắt đầu đi Đắk Lắk rồi. Đi Đắk Lắk. Em mà không được học, em không nói tiếng, không tiếng Kinh dẻo chứ. Dẻo quá, nói tiếng Kinh dẻo quá. À, thế là đi. Ông Mai. Đi Đắk Lắk. Thế là đi làm Đắk Lắk được bao nhiêu ngày? Đi lằng 20 ngày đó. Lằng 20 ngày nhưng mà không được tiền nên mà bỏ về. Làm được 20 ngày không được tiền xong bỏ về. Ừ. Họ không cho à? Không. Thế là đi vừa rồi là đi cả năm, cả em với lại mẹ của Nhù là đi một năm là được mấy tháng nhỉ? Đi được mấy tháng nhỉ? Hai chị em đi với nhau ấy. Ở với nhau được một tháng, một năm. Nhưng mà làm 8 tháng thôi. Làm 8 tháng. 8 tháng thì mà được về ăn Tết rồi. Được bao nhiêu tiền về vừa rồi về? 16 triệu. 16 triệu? Mỗi người 16 triệu à? Ờ. Làm hết, ăn hết rồi. Được 16 triệu nhưng mà ăn hết. Ăn hết vừa rồi về nhà là có bao nhiêu tiền mang về? 24 triệu. Bao nhiêu? Bao nhiêu triệu? 24 triệu thôi. Sao là 24 triệu? Ừ. Ăn hết rồi. Thế là bây giờ là còn tiền không? Không có là hết rồi. Có 2 triệu. Còn 2 triệu. Ừ, còn 2 triệu ăn Tết rồi. Còn 2 triệu ăn Tết. Thế ăn Tết xong mà hết 2 triệu đấy thì lại đi lấy cái gì ăn? Đi làm thuê. Đi làm thuê. Ừ. Đi làm thuê nó phải vào tầm khoảng qua rằm 15, hết tháng 1 đi thì mới đi nhỉ? Hay như nào? Đi chỗ nào? Đi làm thuê chỗ nào? Có thế à? Tháng 1, tháng 2 đi. Miền Nam. Tháng 1, tháng 2 đi à? Ừ. Tháng 1, tháng 2 đi thế thì số tiền 2 triệu làm sao mà ăn đến tháng 2? Không có mà kệ. Có mà kệ thì ăn cái gì? Ăn mềm mẻ thôi. Nào lùi đây đi, khói quá. Thủy nước bật á. Ây da. Về đây, về đây. Đây là cái cục gì đây? Cổ. Hả? Hả? Cái gì? Không có. Không cái gì? Không có. Để máy, để điện thoại. Để máy điện thoại à? Nãy đi đi Ngọc Long lấy cái gì? Đi Ngọc Long đi là hộ nhẹ cho con đi học. Vừa nãy mà. Vừa nãy đi mà, vừa nãy đi là đi làm cái gì, lấy cái gì? Đi lấy đi là hộ nhẹ cho con đi học. Làm hộ nhẹ cho con đi học à? Chuẩn bị gì, có cái gì ăn Tết chưa? Không có đâu. Không có á? Bà. Còn tiền không? Không có đâu. Còn bao nhiêu nghìn? Có 200 nghìn. Làm gì còn 200 ở đâu mà 200? 200 sao sống được, mở cái túi ra xem nào. Túi ơi. Túi không có. Mở ra xem nào. Không có đâu, túi. Đấy, không có. Nếu mà có tiền thì là sẽ ở trong này hết. Mở ra để anh xem nào. Anh xe tao là không có cái gì đâu. Khi mà. Mở đi. Thôi, không có cái gì. Khi mà, khi số xe mà. Xíu mà nè. Chúng mà tao mua rồi. Chúng mà tao mua rồi. Mà nè, khi số xe lơ bỏ mà hay chỉ mua nhờ lô phỏ bú mà. Chúng mua nhờ thì là hay. Khi tao mà. Chúng mua nhờ thả đi. Không có tiền thật à? Không có tiền hết. Thế em này còn không? Đây là, à, vừa nãy còn 2 triệu đúng không? 2 triệu có 1 triệu đó. Hay là hai, sao lại 2 triệu có 1 triệu? Có 1 triệu ở mẹ bên kia. À. Bên kia. Nên mà em ăn này có 1 triệu đó nè. À. Đâu xem nào? 1 triệu ở đâu? Đây nè. Úi dồi ôi, cất kỹ như này thì ai dám trộm của mình nhỉ? Không, để cho sút máy. Đây nè. Không có, xem nào. Vừa cất ở đâu rồi? Cá đâu? Đâu? Cá mà. Cá vừa cất ở đâu rồi?
Hết rồi, nhưng mà không có đâu. Hết nhưng mà không có. Cũng đi làm thuê cả năm nhưng mà cứ làm chỗ này chỗ kia không được tiền thì là chạy đi nên là cũng không lấy được tiền. Hiện tại về nhà thì cũng không có tiền như này, cũng khổ nhỉ. Lấy như các bác cũng biết, nhìn là các cháu ở đây này, nhóc nhóc. Hiện tại mẹ thì cũng đi làm thuê về thì cũng không được tiền. Không biết là lấy cái gì để cho các cháu ăn bữa Tết đây các bác ạ. Năm cháu. Định lấy cái gì để ăn Tết năm nay? Không có cái gì thì không lấy. Không có cái gì thì không lấy. Có con gà không? Không có đâu, ba con gà thôi. Ba con gà. Hai con gà bé, một con gà to này, ba con gà. Ô, lấy kẹo cho các cháu đi. Nào, xin mời. Nhớ đi cho má. Sung về không? Sung ăn không? Cái áo này ai mua cho? Cô giáo cho. Cháu xin bác. Cháu xin bán. Cháu xin bác. Em ăn không? Không. Ăn thử đi. Không thì ăn. Ăn đi. Xin bán à? Là xin bán. Hả? Sùng ăn không? Chẳng ăn rồi. Hả? Anh Máy ăn không? Ăn đi. Cầm cái này cho các cháu này. Em thấy nhá. Dê đẻ chưa? Hả? Cái gì? Dê đẻ chưa? Đẻ rồi. Sao lại đẻ vậy? Bảo dê đẻ chưa? Chưa đẻ, chưa đẻ. Nhiều lại đi chăn dê là bởi nhiều đi đẻ dê. Chăn dê rồi. Giờ cháu nông sẽ đi chia sẻ bên trong nhà xem mẹ các cháu về nhà có được gọn gàng sạch sẽ hay không như trước đây nhé các bác. Nào, một chạy đi. Tàu ơi. Có cỏ nhiều. Cỏ này là ai đi lấy? Này. Cỏ này ai đi lấy? Chị đi lấy. Chị đi lấy. Ừ. Đấy vừa rồi là được đền bù thủy điện. Thế thì các cháu với lại mẹ các cháu nó mua được hai con bò. Hai con bò thì ngày nào cũng phải đi cắt cỏ. Để sao lại cứ để ở đây để nó lại bẩn nhà. Ở đây nào. Hả? Không, không, không còn ấy đâu. Không cần. Không làm đâu. Chịu ạ. Ở chặt chế cho nó hôn đi cháu chơi. Hả cho nó. Ừ. Cho hôn chế bú nhu nó nè. Vũ cho nó chế tà nè. Ủa chứ chế tà cho mà chế rồi. Đấy, đây này. Cũng gọn gàng sạch sẽ như trước đây. Các cháu ở là thật sự là như kiểu một cái bãi chiến trường các bác ạ. Hôm nay đến đây thì cũng vừa nãy anh ông cũng có nói rồi là cái kinh phí cái quỹ của các cháu thì cũng đã hết vừa rồi rồi các bác ạ. Đấy, hiện tại thì mẹ các cháu cũng về rồi nhưng mà lại đi làm thuê không được tiền. Đi làm ở trước đây vừa rồi là nào vào đây, đi ra đây. Đi vào đây. Vừa rồi là cả
đi ra đây, đi đây. Đứng đi. Vừa rồi là cả mẹ của Nhù đi làm ở Hà Nội nữa à? Vâng. Đi phụ xây Hà Nội nữa à? Vâng. À, cả hai người đi phụ xây Hà Nội. Cả xong là không làm được mới đi Bắc Ninh. Bắc Ninh hay Bắc Giang? Bắc Ninh. Đi Bắc Ninh làm được một tháng. Không được tiền. Xong là lại tiếp tục đi Đắk Lắk. Vâng. Ai à, dà. Thế cái tiền đường đi hết tiền đường rồi các bác ạ. Từ Bắc vào Nam không đơn giản đâu. Từ Bắc Ninh mà đi Đắk Lắk là không đơn giản đâu, mất nhiều tiền lắm. Từ Bắc Ninh đi Đắk Lắk là mất bao nhiêu tiền xe? 1.2 triệu. 1.2 triệu. Ừ. 1.2 triệu tiền xe một người. Ừ. Cả đi cả về là mỗi người là bỏ ra là 2.4 triệu. Vâng ạ. Là tổng là 4.8 triệu. Đúng không? Đúng. Đấy là cũng cái tiền đường đi lại mất rất là nhiều. Trong đấy là đi Bắc đi làm mà không được tiền, xong là cái tiền đường đi lại. Đấy, xong là đi quay lại vừa rồi từ Đắk Lắk. Từ Đắk Lắk về đến Hà Giang là mất bao nhiêu? Đắk Lắk đến Cao Bằng ấy. À, đến Cao Bằng. Vâng. Là bao nhiêu? 1 triệu. Từ Đắk Lắk về Cao Bằng mà. Ừ. Đấy là 1 triệu đấy, về quê. Về quê là 150. Từ An. Sao lại từ Bắc Ninh đi Đắk Lắk là mất 1.2 triệu? Ở Bắc Ninh đi Đắk Lắk là mà xa. Xa. Bảo từ vừa rồi từ Đắk Lắk về đến Cao Bằng mà là mất bao nhiêu? Về đến Cao Bằng mà 1 triệu thôi. 11 triệu. 1 triệu. 1 triệu thì chốt cơn ăn. Làm gì từ Đắk Lắk về Cao Bằng mà gần hơn à? Gần hơn Bắc Ninh. Gần hơn á. Đường ấy, đường nó gần hơn. Thế là đường gần hơn nhỉ? Không qua Bắc Ninh à? Không. Qua Bắc Ninh, Hà Giang còn xa quá. Thế là không biết đi đường tắt kiểu gì nhỉ? Ngồi ra ngoài đi. Ra đây. Đây, sạch sẽ rất là nhiều. Thế vào đây nè. Thế ai ngủ ở đây? Hai chị em ngủ đây. À. Tiếp là đến cái bếp. Đấy, mẹ của các cháu về cũng với lại có của bạn của mẹ các cháu nữa, nên là cái nhà thì cũng rất là gọn gàng, sạch sẽ các bác ạ. Đấy. Như này thì cũng ổn rồi. Thì hiện tại thì mẹ cả cháu các cháu nữa cũng không biết là có cân thịt nào để làm Tết hay không. Anh Máy cứ cầm cái ông điếu ở đấy nhỉ. Làm như thế thì còn lâu mới tán được mẹ các cháu. Còn lâu. Các em không cho đâu. Hút thuốc nhiều như thế nhỉ, đúng không? Đúng không? Thì rất là lạnh nên là các cháu, mẹ các cháu mang cái củi ra đây đun để sưởi ở đây các bác. Còn ở trong cái bếp đây thì làm cái bếp lò nên nó cũng không ngồi quanh quần ở đấy được. Nên là nhóm ở ngoài này, nhóm ở ngoài trời để sưởi ấm. Ở đây lạnh quá nên là phải đun bếp nhỉ, đúng không? Đun cái này để ngồi. À, để lấy ngô về nướng đi kìa. Nên ngồi về nướng ăn. Cái này là ai làm? Cái ngô này làm ở đâu? Ôi dồi ôi, khói quá, khóc à? Khói quá. Nè, 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 vừa bà cháu à. Nướng cái ngô ăn. Lấy ở rừng ơi. Bây giờ với anh Máy ơi. Anh Máy. Bây giờ em hỏi này. Bây giờ em này với em này anh chọn ai? Đây là mẹ rồi. Em này thôi. Em này là nó thành mẹ rồi. Thì em nào cũng mẹ mà. Em này cũng thành mẹ mà. Chọn giờ trẻ hơn thôi.
Cái chuẩn em này. Em này với lại em này là hai bằng tuổi nhau. Già thì thấy bằng tuổi nhau mà. Là chia già mà. Thế bây giờ anh hỏi em này xem bao nhiêu tuổi? Cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay được bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay á? Ừ? Năm nay là 36 tuổi. Đang 36 tuổi nữa. Ừ. À, thế mà anh chia già. Còn tuổi bên còn thế là con làm anh mà. Ờ, thế sao anh lại chê em với em già? Anh còn già hơn nữa thì à? Ừ. Đấy. Bây giờ thích em nào? Không biết rồi. Chắc là thích người trẻ thôi. Thích người trẻ? Nên anh đi đâu cũng thấy người... Bằng tuổi nhau mà. Chê già nữa. Bằng tuổi thích nhau mà. Hả? Thích em là... Thích em nào? Thích em này thôi. Thích em này? Ừ. Em này với Lý bây giờ lấy em, anh đi anh nhất lấy đó. Nhưng mà chờ nó cũng nhất chị. Hỏi xem nào. Nhất chị thì anh lấy đó. Hỏi xem nào. Em còn lấy anh không? Em lấy anh không? Em yêu anh không? Còn lấy không? Nhưng mà anh mấy là cũng hút.